Để nâng cao chất lượng điều trị và phục vụ người bệnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An đã mời giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Trường, chủ nhiệm bộ môn thần kinh học Bệnh viện 103, chuyên viên thần kinh học Viện Quân y, ủy viên Ban chấp hành Hội thần kinh học Việt Nam, chủ tịch Hội chống đau Hà Nội về chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đội ngũ bác sĩ của bệnh viện. Về phương diện đào tạo kỹ năng thì tôi vận dụng ngay cái phương pháp đào tạo huấn luyện hiện đại, có nghĩa là đào tạo dựa trên kỹ năng. Có nghĩa là chúng tôi sẽ chọn những kỹ năng người thầy thuốc đứng trước một bệnh nhân nhất định phải có, để chúng tôi đặt bác sĩ đứng trước một hoàn cảnh bệnh lý trong khi thăm khám. Thí dụ đứng trước bệnh nhân liệt nửa người thì tôi hướng dẫn làm sao cho các bác sĩ là khẳng định được bệnh nhân có liệt nửa người hay không. Thì sau đó hướng dẫn là chẩn đoán được cái bệnh liệt nửa người này là do tổn thương ở chỗ nào. Thì sau đó thì chẩn đoán cái bệnh nào gây liệt nửa người này, và từ đó là có những hướng giải quyết như thế nào về điều trị và chẩn đoán các bệnh nhân liệt nửa người đó. Còn vấn đề thứ hai là vấn đề triển khai mũi nhọn chống đau, thì chúng tôi tổ chức một cái khuôn viên hơn 40 mét. Hàng ngày chúng tôi có thể thăm khám và điều trị giảm đau nhanh cho bệnh nhân của khoảng 50 người. Như vậy là con số rất là lớn. Bằng các kỹ năng chống đau, bằng kỹ thuật dùng thuốc hoặc là kỹ thuật thủ thuật lâm sàng như tiêm phong bế, tiêm ngoài màng cứng, cột sống cổ, cột sống thắt lưng, thì chúng tôi đã điều trị trực tiếp cho rất nhiều bệnh nhân trong vòng 5 ngày và có thể khỏi được bệnh. Thì tôi hy vọng rằng các bác sĩ ở Bệnh viện Phục hồi chức năng sẽ dần dần sẽ tiếp cận được các kỹ năng đó và phục vụ tốt hơn cho bà con trong khu vực của chúng ta.